Rồi, chào anh em đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Mới về được khách hàng nữa anh em ơi. Một con sới thùng phi Mitsubishi. Con này động cơ Yanma anh em, GM181L luôn. Quá ok anh em ơi. Sới lắm ít. Con Kubota 48, con này về thiếu cu đề anh em. Máy đẹp thiếu cu đề. Với một con Isuki này, con này tới 30 ngựa nè anh em. Con này có nguyên hộp số gì chả biết làm gì nữa. Anh em nào mà có biết thì alo em ha. Về xài gì xài. Một nhông hai hộp nè. Rồi này cắt cái gì không biết nữa. Rồi đây cái nữa ha. Nói chung là 3-4 hộp số được chạy ra ha. Model là E3CE. Con này thì 1.429 lít ha. 1.24 29cc. Con này về gửa ra đẹp nha nè. Ốc bảy màu thì cái này tầm 30 ngựa nha. Ôi con máy xới này quá cổ luôn em ơi. Rồi được cái nó cũng năng động ha. Qua lại được nha nè. Mitsubishi CT511 này quá cổ luôn à. Nhưng con này được cái là bully nó cắt con bằng bố nè nè ha. Con bố bánh nhà lớn sới thì cũng ok ha. Con này có cổ nhưng mà nhìn cứng cáp nha nè. Đó, về lấy cái sườn cũng được. Máy này cổ thì dục cái máy, lấy cái cổ máy ấy dục lên ha. Rồi tiếp theo con Isuki nữa. Con này cổ kéo rồi được ngon nha nè. Cổ kéo tháo đầu ra chơi được. Rồi con Văn Ma cào cào. Con này sới trước mất tiêu nắp bình xăng luôn rồi. Con này xăng còn quá trời luôn. Này là về là chắc có người tháo nè anh em ơi. Chứ nếu mà để lâu bển mà không có bình xăng là nó không được mới gì đâu nè. Nè anh em thấy nè. Đó. Xăng còn ok đẹp luôn. Con này lên mơ dựng chạy luôn quá. Này mất bình xăng, mất boe. Nha, nói chính xác luôn. Thường thường bến còn xăng là chạy nè. Đó. Rồi con sới tạc GA180 con này mini. Mà tháo mất tiêu mấy tạc à. Rồi con này luôn, cổ lô sĩ hết, nguyên vàng này cổ không anh em ơi. Con này mấy như mấy cái được có mấy cổ nhưng mà mấy cái sườn này rất là ok anh em. Sườn này anh em về kéo cổ rồi ngon ha. Sườn giờ mới cốt hết hồn luôn, chà bá luôn. Đó là nay mấy con này mới về hôm nay anh em. Còn về hôm qua cũng về được một xe mà em không có quay vô quay cho anh em ha. Đồ bên kho còn quá trời. Mấy nay lo em lo làm chuyện nhiều chuyện đâu đâu nên chưa tập trung bán. Con này mới lên sáng nè. Qua về đâu được nhiêu ta. Con này xe 830, con này cũng mới về, hình như không có quay. Ờ đúng rồi, quay chưa không nhớ. Nó về được đóng máy hàng anh em ha. Hàng 150A, 120A, mười mấy con máy hàng đây nè. Nó nguyên cái lô mười mấy con máy hàng. Dây nhợ cũng khá nhiều đó. 120A, 150A, mấy con này xài gia đình cũng ngon lắm ha. Chứ có con này cũng mới về. Mới về, mới vệ sinh xong. Khá là đẹp ha. Zin nguyên bản nè. Nói sơ sơ ha. Con này thì EA8. Con này 8 ngựa nha nè. 8 ngựa dòng tua 2006, tua cũng khá nhanh ha. Máy móc zin hết, đẹp. Đó. Không có chốc chày chân ha. Đây nè, cấn mớm xíu nè nữa ha. Chứ cái áo, cái bình dầu thì không mớp anh em, dầu nó ok. Còn cái áo này mớp đây, dặn mấy hai ba góc này ra, bốn góc này ra, dở cái này ra, gò là nhẹ là được ha. Nó cấn tì đây cái nè. Còn lại bô thì trắng, đen thui rồi nè. Bô ok. Con này là mới về sạc. Bét bọng là mình chưa tháo, chưa bung gì hết nha nè. Nguyên zin chụp cũng vậy. Mình rửa sơ sơ, rửa chưa sạch nữa. Nói chung là cũng tương đối nha. Ủa con này không có ga sao chạy? Sao? Mãi không cục à?
ga này này cắt trên đầu xới xuống nè anh em, nên ga này nó phải cuộc kéo dây ra đây nè đó. Lấy gì cuộc quay thử cho anh em xem ha. Con này thì khá đẹp nha nè, chỉ cấn mớp này nhẹ đây cái anh em về mà chịu khó thôi dặn lấy chụp lên gò cái ok ha. Đèn đuốc ok luôn nè, đèn sáng giới ha. Này mình rửa chưa sạch nữa đó. Đây quay tay quay về ghim luôn nè ha, ra 8 luôn ha. Đúng của nó luôn nha, chụp đâu được chụp nè, đẹp móc lên chưa, có vịn không, cần vịn không, quay test chạy luôn cho anh em ha. Ê, tắt à, được không, gãy ghế luôn rồi, ok không cấn là được rồi, gãy cái ghế nghiêng, nói chung ok lắm anh em. Con này gãy cái bà cái ghế định chưa ấy chưa chưa rồi, giờ giờ dở lên để em chạy garanti, rồi dở lên đây nè, dở lên đây cho nó yên bánh, em chạy garanti cho anh em nghe chơi. Chạy chưa, đứng chưa, chạy vịn vịn chưa, rồi quay lại để em chạy cho anh em nghe garanti chơi ha. Con này anh em nào về xài bơm nước hay là xài gì ok ha, mấy anh em miền Tây dân anh em Sóc Trăng rớt rớt cây cái chưa, cỏ dễ lên dễ lên. Thôi được rồi, tới nó ấy quá. Cái chỗ để nó tại cái bánh chớn này nó to hơn nè anh em. Để nó cứ gập gình mình không có giữ ra được. Rồi nó cọ vô ghế. Ha, đó, cái bánh chớn này nó to hơn cái chân nè, nên nó phải kê lên đây mà nó còn gập gình nữa. Bữa nào em quay chi tiết cho. Nói chung là con này bao anh em là ok lắm, không có đổ hơi, đổ khói, zin toàn tập ha. Đó. Vàng này hình như có về có quay chưa ta, lô này về quay chưa ha, không biết là có quay cho anh em chưa, cái lô này cũng mới về. Ủa hôm qua mấy máy xới hôm qua về bỏ đâu rồi ta, máy xới em về nhiều lắm luôn nè, qua về mấy con đó, nói chung là máy xới ở kho em là nó tầm 10 hơn chục con, ủa hơn cả trăm con đó. Qua về 4-5 con máy xới nữa. Đây con mini nữa nè, con này có hôm qua về thì phải. À con này đây, con này về qua luôn nè ha, F210 à, FF300, con này như mới luôn anh em ơi ha. Con này chạy nha, con này ngon đẹp, con này đời cao nữa, FF300 đời cao ha. Chứ con chiên xới chiên tạc hai bánh lở ha, Kuta. Con này TS40 ha, con động cơ tầm 4 ngựa ha. Đó, vừa chiên xới chiên tạc, con này hôm qua cũng mới về. Chuyên con này mới về luôn. Đó. Thì đó là mới về, còn bá này hàng về cũ anh em. Đó, về cũ. TR60 nè. Nó quá trời luôn, hàng ở sau nè. Đó anh em thấy. Xới thùng phi còn một đống sao mà chưa dọn, nói chung là bữa nay không có thợ dọn anh em ơi. Còn em về nhiêu em đẩy ra ghét cái kho đầy hết trơn. Anh em nào muốn dọn thì mua về dọn. Con này thì chạy ok hết rồi nha anh em, TR60 ha. Con này đặc biệt là xới, là xới ve, xới tới, chạy tới chạy ve ha. Và cái bông xới này anh em có thể xới tới xới lui, quay ngược xuôi luôn ha. TR660 nè ha, của Kuta, đời cao của Kuta luôn nha, chạy ngon lành. Con này em dọn chạy rồi mà chưa lên video đó. Con này cũng vậy, con này lên rồi chạy ok ngon lành rồi, lên video rồi luôn nha anh em. Con này Kuta là đời cao nhất của Kuta luôn, chạy xới chạy tới, xới ve xới tới luôn cũng được nha anh em. Đó, nó quay bông xới ngược xuôi á. Rồi thì nhiêu hàng ít mới về anh em ơi, quá trời nhiều chưa dọn rồi. Anh em nào cần cái nào thì alo em dọn con đó lên ha. Đó, hoặc là em quay thì anh em thấy con nào ưng chụp hình gửi lại em quay video lên cho anh em ha. Đó, như con này F310 nữa nè,
F310, F410 còn nhiều lắm. Đây nè, 401 nữa nè. Cái con này sới cào hệ không mà chưa có làm luôn. Về cứ tấp vô đây nè. Hệ nữa nè, ha, con này sới cào đỉnh của đỉnh luôn á. Bề ngang khoảng 8 tấc luôn. Con F410 cũng vậy, 8 tấc luôn ha. Rồi, anh em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp em Khánh ha. Số điện thoại là 0908 875 468 ha. Thùng đạn, thùng đồ nghề cũng còn quá trời nha anh em. Đó, nhiều lắm. Rồi, chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Đừng quên để lại cho Khánh một lượt like ha, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ video ha. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt anh em nha.